Nhiều bạn khi mua xe thời điểm này sẽ đặt lên bàn cân để lựa chọn là Honda Avalade 125 hay là Vario 125. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về hai dòng xe này cho các bạn tham khảo thêm nhé. Đầu tiên thì về thiết kế, thoạt nhìn qua bên ngoài thì nhiều khách hàng cảm giác là nó khá là giống nhau đúng không ạ? Tuy nhiên thì nếu mà nhìn kỹ hơn thì nó cũng có rất là nhiều những cái điểm khác nhau. Điểm chung nó là cả hai mẫu xe này đều có thiết kế trông rất là thể thao với những đường nét rất là góc cạnh. Nhưng về cá tính thì có lẽ là Linh thấy rằng mẫu xe Honda Vario nó sẽ có những cái đường nét mà cá tính và thể thao hơn các bạn nhé. Những trang bị trên cả hai mẫu xe này đều là tương đương nhau, như là hệ thống khóa thông minh Smart Key, có cả tính năng báo động chống trộm này. Tiếp đến chúng ta có một cái màn hình đồng hồ LCD kỹ thuật số ở cả hai mẫu xe. Đặc biệt là nó có cái cổng sạc USB ở đây, các bạn có thể sạc điện thoại rất là thuận tiện. Thay vì đó thì mẫu xe Honda Avalade sẽ có cổng sạc USB ở phần trong cốp xe. Thì Linh nghĩ rằng nếu cái đặc điểm này thì Linh sẽ thích mẫu xe Honda Vario hơn. Tiếp theo thì cái các bạn có thể thấy là cái hộc để đồ dưới yên. Thì mẫu xe Honda Avalade chắc chắn là sẽ có hộc để đồ dưới yên rộng hơn so với dòng xe Honda Vario rồi. Ngoài ra thì nếu như bạn nào yêu thích cái sự cá tính nổi bật hơn, dòng xe mới lạ hơn thì các bạn có thể lựa chọn cho mình mẫu xe Honda Vario. Đều có mức giá cho cả Honda Avalade 125 và Vario 125 là mức giá trên 40 triệu đồng các bạn nhé. Vậy thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình mẫu xe nào? Hãy để lại ở dưới phần bình luận các bạn nhé.